Lâm Chí Dĩnh lần đầu hé lộ tình trạng thật sau 2 năm gặp nạn. Riêng khuôn mặt đã cần đến hơn 20 miếng kim loại cố định, được xếp vào hội thương tật vĩnh viễn. Thừa nhận tồn tại được là nhờ hợp kim titan dung hòa với cơ thể. Khi nhắc đến những chàng nam thần không tuổi đình đám nhất của Hoa ngữ, đa số khán giả sẽ nghĩ ngay đến Lâm Chí Dĩnh. Dù đã hơn 40 tuổi nhưng anh vẫn giữ sự trẻ trung năng động hệt như chàng thiếu niên, khiến người ta phải suýt xoa ghen tị. Thế nhưng mọi thứ thay đổi khi anh gặp nạn vào tháng 7 năm 2022, dẫn đến dung mạo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và sau 2 năm xảy ra vụ việc ấy, lần đầu tiên Lâm Chí Dĩnh hé lộ sự thay đổi của mình sau hàng chục ca giải phẫu. Ngày 2 tháng 8 vừa qua, Lâm Chí Dĩnh đã tổ chức một buổi họp báo và xuất hiện với dung mạo thật ở tuổi 50. Nhìn sơ qua thì trông chàng tài tử này trẻ trung thật, nhưng nếu để ý kỹ một chút thì bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra khuôn mặt Lâm Chí Dĩnh đã xuất hiện vết tích thời gian rất rõ ràng. Có thể thấy, lần gặp tai nạn đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến ngoại hình không tuổi của chàng tài tử. Khi phóng viên nhắc đến sự thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt Lâm Chí Dĩnh cùng việc anh chẳng còn là nam thần không tuổi nữa, ngôi sao sợi dây truyền định mệnh đã tự tin tuyên bố: "Tôi sẽ không quá để tâm đến những chuyện này, dù sao đây là quá trình mà bất cứ ai cũng phải trải qua thôi." Đồng thời, Lâm Chí Dĩnh cũng thừa nhận bản thân anh không quá hài lòng với việc dung mạo trẻ con: "Tôi cảm thấy vẻ bên ngoài của mình chẳng phù hợp với tuổi tác." Lý do là vì ngày xưa, mỗi lần cùng con trai Kimi ra đường, mọi người xung quanh thường nhầm lẫn họ là anh em. Lâm Chí Dĩnh cũng hé lộ, sau lần gặp nạn vào năm 2022, anh phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật. Bởi phần xương má bên phải của anh chẳng còn nguyên vẹn, đến cả hàm trên cũng gần như thành vụn. Chỉ riêng phần mặt của anh đã phải cần đến 20 miếng kim loại mới có thể phục hồi được phần nào. Còn phần cánh tay cũng được bác sĩ gắn đến 10 chiếc đinh mới có thể cử động trở lại. Theo Lâm Chí Dĩnh hé lộ, sau 2 năm thì những sản phẩm hợp kim titan này đều đã dung hòa với cơ thể, không cần phải đi gặp bác sĩ để lấy ra nữa. Dù vậy, những lần điều trị đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến Lâm Chí Dĩnh. Không chỉ khiến nhan sắc không tuổi của anh hao hụt ít nhiều mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chàng tài tử này. Bởi dù đã tích cực tập vật lý trị liệu thì cánh tay của Lâm Chí Dĩnh vẫn chẳng thể phục hồi bình thường được. Anh chỉ có thể giơ tay cao tới vai mà thôi, mọi hoạt động đời thường đều bị hạn chế, phải phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của vợ con. Như lời anh chia sẻ thì, giờ đây, mọi việc tôi làm đều chẳng thể giống như hồi trước được nữa. Vì cánh tay chẳng còn linh động như trước nên Lâm Chí Dĩnh cũng đành từ bỏ giấc mộng tốc độ suốt hàng chục năm qua. Theo ông bố ba con hé lộ thì anh chưa từng sợ hãi việc cầm lái, nhưng các bác sĩ lẫn các chuyên gia lại thường xuyên nhắc nhở anh phải hạn chế vận động tay quá nhiều. Dù bây giờ chỉ có thể tập lái cho đỡ ghiền, nhưng Lâm Chí Dĩnh vẫn tuyên bố sẽ tranh thủ mọi cơ hội để theo đuổi đam mê vì việc tôi thích nhất chính là đua xe. Tôi chẳng thể tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu từ bỏ đam mê lớn nhất của đời mình. Có thể thấy vụ tai nạn năm 2022 chính là biến cố lớn gần như làm thay đổi cả cuộc đời lẫn hình tượng của Lâm Chí Dĩnh. Dẫu vậy, nam tài tử vẫn rất lạc quan và tràn ngập niềm tin với tương lai, chẳng vì sự cố mà trở nên nhút nhát hay đánh mất đam mê của mình. Có lẽ nhờ tính cách ấy nên dù dung mạo Lâm Chí Dĩnh có thay đổi thế nào, thì anh vẫn mãi là nam thần không tuổi trong lòng khán giả đó.